is a miter saw, sliding and up and down, right? Also you can do 2 degrees. Ok, cái đấy là để hút bụi vào, vâng. Or you can connect this or vacuum. Yeah. Okay. Mọi người sẽ nhìn thấy có một cái đường tắt ở trên này vì do đèn led của cái máy này nó chiếu xuống. Thấy không? Đừng ăn tay vào đấy. Cắt vào chính xác cái vị trí mà mọi người sợ sợ đấy. Quá ngọt ạ. Bụi nó vẫn chưa vào cái túi này. Không như đúng không anh? 45, 45. Yeah. Very nice cut.